Lee Kyo và Song Jung Ki ly hôn. Sáng nay 27 tháng 6, phía Song Jung Ki đã đưa ra thông báo chính thức về việc nam diễn viên nổi tiếng đệ đơn ly hôn nữ diễn viên Song Hye Kyo sau 2 năm vợ chồng. Ngay sau đó, công ty đại diện cho Song Hye Kyo cũng lên tiếng xác nhận thông tin này qua thông cáo báo chí. Được biết, hiện tại, cả Song Jung Ki và Song Hye Kyo đều đã dọn ra khỏi tổ ấm chung từ tháng trước. Truyền thông Trung Quốc là những người đầu tiên đưa ra thông tin hay những suy đoán về việc cặp đôi vàng làng giải trí xứ Hàn dạn nứt hôn nhân sau 2 năm kết hôn. Song Hye Kyo cũng không còn đeo nhẫn cưới trên tay từ đầu năm 2019 khi tham dự khá nhiều sự kiện. Cô né tránh khi được hỏi đến chuyện hôn nhân trong các cuộc phỏng vấn. Một tháng trước khi thông báo ly hôn với Song Hye Kyo, Song Jung Ki còn tham dự buổi họp báo ra mắt bộ phim hot mà anh góp mặt Asadan Chonikos và nhắc đến bà xã. Theo Sport Donga của Hàn Quốc, lý do khiến chuyện tình của Song Hye Kyo và Song Jung Ki không thể bền lâu là do sự khác biệt về tuổi tác, dẫn đến những xung đột trong suy nghĩ và tính cách. Song Jung Ki kém vợ gần 4 tuổi và so với bà xã, anh bước chân vào làng giải trí muộn và phát triển chậm hơn vợ. Không thể phủ nhận, sau đám cưới với Song Hye Kyo, danh tiếng và uy tín của Song Jung Ki được cải thiện đáng kể tại Hàn Quốc. Song Hye Kyo và Song Jung Ki kết hôn vào năm 2017 sau vài tháng công khai tình cảm. Trước đó hai người họ hẹn gần 2 năm trong bí mật. Tổng cộng thời gian yêu nhau của hai ngôi sao nổi tiếng là 4 năm trước khi quyết định đôi người đôi ngả. Hai ngày trước thông báo ly hôn gây sốc. Song Hye Kyo bất ngờ đăng tải một hình ảnh lạ lẫm và cá tính của cô trên mạng xã hội, lối trang điểm với đường kẻ mắt đậm, đôi chút hoang dã và táo bạo của Song Hye Kyo đã khiến fan xôn xao.